chào mẹ. Ngồi đây đi. Đó, ngồi xuống. Mẹ nè, con có nghe anh Khánh anh nói là mẹ thích ăn sushi, nên là con lựa cái loại này ngon lắm, con biếu mẹ. Mẹ ăn thử đi, coi thử có hợp khẩu vị không mẹ. Dạ tôi không dám. Tôi không muốn ăn đồ của người lạ, sợ đau bụng. Cái gì vậy mẹ? Đừng làm mi khó xử vậy chứ. Con mới làm mẹ khó xử đó. Con với con qua giấy tờ chưa có đâu vô đâu hết, mà tại sao con dắt con nhỏ này về kêu mẹ ngọt xớt vậy hả? Trời ơi, mẹ cũng biết là con với vợ con giấy tờ ly hôn là cũng ổn định rồi, chỉ cần đợi tòa ra xử nó là chia tài sản thôi. Con yêu My, tụi con đến với nhau là thật lòng. Trước sau gì á con cũng cưới My về ở chung một nhà. Mẹ đừng làm khó My nữa. Con biết cái chuyện này nè nó hơi vội vàng đối với mẹ, nhưng mà con hy vọng á mẹ chấp nhận cho tụi con nha mẹ. Con hứa với mẹ là con sẽ cố gắng con trở thành một người vợ hiền, dâu đảm mà mẹ. Mẹ cho con cơ hội nha mẹ. Mẹ, tại đây. Cái này là sushi ngon nhất đó, My á đặt người ta làm cho mẹ đó. Nè, mẹ dùng thử đi. Với lại cái chuyện gì cũ á thì cho qua đi, mình phải chấp nhận cái mới. À, thì hai đứa quyết định vậy rồi thì mẹ biết nói gì nữa giờ. Còn cái việc ly hôn với con Hoa thì phải ly hôn rồi. Chia tài sản á, cái nhà này nhất định là phải là của con. À, mày đưa cái sổ tiết kiệm cho con Hoa đi. Chứ để người ta nói á, bên chồng ép con dâu. Mẹ, dù gì thì từ đó đến giờ con chưa bao giờ làm cho mẹ buồn lòng mà. Sao mẹ đối xử con vậy? Bởi vậy cho nên mẹ mới để thằng Bin cho mẹ nuôi đó. Mẹ không có muốn người ngoài nói là cái nhà này là có mẹ ghẻ con chồng. Với lại mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ không chăm thằng cu Bin được đâu. Mà có chăm thì mẹ cũng không chăm nó như cái thằng con của thằng Khánh với con My đâu. Dạ, chỉ cần mẹ cho con với My đến với nhau á, thì bất cứ vấn đề gì mẹ chỉ cần yêu cầu con đều làm ngay cho mẹ. Tùy gia đình mình quyết định ha. Kệ đi em, ăn cam đi, mẹ gọt cam cho em. Dạ. Trời đất ơi, cho mà thúi dữ vậy không biết nữa. Trời ơi, kiếm hoài mà không thấy. Xịt cho anh miếng ơi, xịt cho anh miếng ơi. Đúng trời rồi, ơi trời, một hai ngày nữa chắc mẹ chết quá, mẹ sống không nổi rồi. Trời ơi trời ơi, chết rồi. Sao mà dữ vậy không biết nữa, sao mà tự nhiên đang ở bình thường tự nhiên thúi dữ mà thúi mà chịu không nổi luôn á. Trời ơi, mày coi mày tính sao chứ vậy, chắc mẹ sống không nổi rồi. Mày coi mày kêu bán cái nhà này chứ vậy làm sao sống nổi hả? Tao kêu hai ba đội vệ sinh tới nó làm rồi mà cũng còn hôi nữa làm sao đi trời. Thôi ê, trời ơi đừng có giận nữa, muốn giận theo luôn rồi nè. Trời ơi, mẹ ơi là mẹ, con nói mẹ nghe nè, bán cái nhà này gấp đi mẹ ơi, con không có sống nổi nữa đâu. Cái gì đâu mà túi quá trời túi rồi, mấy cái chai nước hoa hàng hiệu con này con đem nó con xịt hết trơn rồi. Mà sao càng xịt nó càng túi vậy mẹ? Giờ làm sao đi anh? Mẹ ơi bán gấp đi mẹ, con chịu không có nổi nữa đâu. Mấy bữa nay á, mắt con nó thâm quầng hết trơn rồi, trời ơi, xấu tới nơi rồi nè. Để con điện môi giới vô bán trong ngày hôm nay luôn, bán cho bằng được con nhà này. Bán gấp, gọi đi con, gọi bán gấp cho mẹ đi. Mẹ chịu hết nổi rồi. Đâu giờ con lẹ. Anh cứ coi thoải mái đi. Anh mà mua căn nhà này là nội thất tôi để lại cho anh hết luôn nha. Nhà thì có vẻ cũng ok đó anh. Mà sao tôi nghe có cái gì nó hôi quá, anh thúi quá. Hôi đúng không? Thì nè, ở bên đây người ta hay ăn mắm á, kế bên nhà tôi á, cái mùi mắm nó bay qua đó, chứ không phải nhà này đâu. Không phải đâu, tôi nghe là đâu trong nhà mình à, chứ không phải là nhà hàng xóm. Trời đó. Trời đất ơi, làm gì có, nhà tôi á, tuần nào tháng nào tôi cũng kêu đội vệ sinh tới dọn dẹp sạch sẽ hết, làm gì có cái mùi hôi. Đúng rồi. Thiệt là tôi nghe trong nhà mình à, kiểu này chắc tôi coi tôi giới thiệu cho người ta mua không được đâu. Lỡ có chuyện gì là tôi mang tiếng chết luôn á. À, gia đình mình coi dọn dẹp sạch sẽ đi, rồi khi nào mà ok á thì tôi qua tôi coi rồi tôi sẽ tìm người mua cho nha. Chứ như vậy là tôi làm không được đâu. À, gia đình thông cảm ha. Nè tôi nói nghe nè. Anh, tôi nói nghe nè, bây giờ hạ giá cũng được mà.
Trời ơi, trời chết luôn mà sao mà thúi dữ vậy không biết nữa. Trời ơi trời, mày tìm cách mày bán gấp căn nhà này cho tao, tao không có ở được ngày bữa nào nữa hết á. Thì mẹ cũng thấy ông cậu à, vô luôn rồi đó mà tao không chịu mua, thúi quá mà. Muốn bán nhà lắm hả? Vậy bán cho tôi nè. Dù gì á thì tôi với lại con của tôi ở đây cũng quen rồi. Thì tôi sẽ chịu khó tôi tu sửa lại, rồi dọn dẹp vệ sinh lại. Nhưng mà nó nghe nè, nếu như mà tôi mua thì tôi chỉ mua 1/3 giá thôi. Cái gì? Mày bị điên hả? Tính đến cướp hay gì 1/3? Bán cho nó đi. Không bán cho nó mày ở đây đợi mày chết làm chi vậy? Mẹ. Nhưng mà tôi nói nghe nè, thật ra thì tôi thấy cái nhà này nó rất là bình thường, đâu có mùi gì đâu. Hay là chắc tại vì nhân cách của mấy người đó nó thối nát quá, cho nên là nó ám lên cái nhà này thôi. Ăn nói cho cẩn thận cái mày nha. Thì bây giờ có bán không? Tôi thấy là tôi ngã 1/3 giá, vậy là ok quá rồi đó. Chứ cái nhà kiểu này nhiều khi cho không, người ta cũng không ở nữa. Thì sao? Có bán không? Được. Bán thì bán. 1/3 thì 1/3. Bây giờ tôi nhận tiền đầy đủ, rồi tôi dọn đi. Giờ vô dọn đồ đi chứ thúi quá nè, đứng đây làm gì nữa. Ra tới đây mà vẫn còn thúi nha. Ê, cái nhà thúi từ trên xuống dưới, thúi ra tới ngoài trước vẫn còn thúi. Con kìa. Tôi thấy là cô nên ở trong cái căn nhà hôi thúi này thì hợp hơn tôi đó. Nói cái thúi thiệt luôn. Sau bao nhiêu cố gắng á, chồng của cô vẫn thuộc về tôi thôi. Thôi, nói nhiều làm gì. Mình đi thôi mẹ. Ở nhà này thúi lắm. Đi đi đi. Ủa đi đâu? Mày có đi theo con trà xanh này thì mày đi đi. Còn tao, tao ở lại với con dâu và cháu nội của tao. Là sao? Ủa mẹ không đi là sao? Mẹ nói là mẹ ghét ở đây lắm hả? Ừ. Mẹ ghét ở đây là tại vì á, mày với cái con trà xanh này nè làm chủ cái nhà này. Còn bây giờ á, con dâu tao làm chủ rồi thì tao phải ở lại với con dâu tao với cháu nội tao chứ. Không lẽ tao đi theo hai đứa bay. Với lại nè, có biết mùi hôi thối cả tuần nay á ở đâu ra không? Tao làm á. Thôi đừng có buồn nữa. Chuyện nó cũng đã như vậy rồi. Con xin lỗi mẹ. Con không giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Con không giữ cho con của con có được hạnh phúc trọn vẹn, có đủ ba đủ mẹ. Con cũng không biết phải làm sao nữa. Con không cần phải xin lỗi đâu. Người sai là thằng Khánh chứ không phải là con. Nó mê cái con đó. Nó bỏ bê vợ con. Nếu nó muốn đi theo cái con đó thì mẹ sẽ chiều theo ý nó. Mẹ định làm cái gì? Thằng Khánh là con của mẹ. Mẹ sẽ có cách dạy nó. Khánh á, nó bị viêm xoang nặng. Mẹ tin là nó sẽ không chịu nổi được cái mùi hôi thối đó bao lâu đâu. Con yên tâm đi. Mẹ sẽ đứng về phía con. Mẹ sẽ giành lại công bằng cho con. Đây, tôm thối nè, chứ gì nè. Tôm thối nữa nè. Nè, đó. Đó. Mẹ, tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ đối xử với con như vậy? Con là con trai ruột của mẹ đó. Bà vì một con người dân như nó, bà đối xử với con trai ruột của bà như vậy đó hả? Mày câm miệng mày lại đi. Chưa đến lượt mày dạy tao làm mẹ đâu. Một cái con trà xanh trơ trẽn mà con trai tao nó phụ bạc con dâu tao, bỏ bê cháu nội tao.
tao nghĩ á, thời gian sau này nó cũng sẽ bỏ tao giống như vậy thôi. Cho nên tao đi trước một bước rồi đó, được chưa? Tất cả đã anh hết đó. Anh giống gì mà ngu dữ vậy không biết nữa. Căn nhà đang có giá tốt, tự nhiên chịu bán với giá 1/3 làm gì? Rồi anh tính đem số tiền đó anh xây nhà trọ tôi ở hay là sao? Tiền tới tay còn bị anh hất đi nữa, đúng là xui tận mạng mà. Trong nhà này không có cái gì là của cô hết, chỉ có cái thằng chồng tồi này của cô thôi. Đi đi. Từ cái ngày đầu tiên mà cô ra mắt tôi á, cô đem sushi đến cô tặng tôi, là tôi biết cô là một con người thích ăn tươi nuốt sống tài sản của người khác rồi. Còn bây giờ hai người biến ra khỏi nhà tôi đi, đi ra ngoài mà xây một túp liều tranh hai quả tim thối. Mẹ ơi mẹ, từ từ, mẹ ơi bình tĩnh, có gì từ từ nói mẹ. Đi vô, đi chưa, đi ra khỏi nhà tao chưa?